Kênh Tân Hóa đi từ Thọ Ngọc Hầu. Đây phúc trên cây Tân Hóa là đẹp này. Cây Tân Hóa thì có mức khúc này đẹp này. Cái này phúc trên kia là Hồng Văn Hiến. Trường Tân Phú. Đây quán nem ông già chắc vẫn chưa bán được. Đấy. Nem ông già. Đấy nhà bán này. Đấy. Không thấy kinh doanh gì cả. Mình tiếp mỗi nhà đấy, chứ mấy nhà kia mình không tiếp. Đúng không? Giá hợp lý luôn. Vị trí đẹp, giá hợp lý. Chậm chân là đúng một ngày ấy. Ở chậm chân đúng một ngày thôi. Mà vay đấy cũng vay ít, không phải vay nhiều. Nó vay cũng chơi đến 1 tỷ. Có khi mẹ ấy 2 năm rồi trả hết nợ ấy. Cái hẻm ấy là nếu mà nó lấy hẻm, nó lấy tên là hẻm Nguyễn Sơ thì đẹp đúng không? Dạ. Xòe của Nguyễn Sơ nhá thì đẹp. Không phải rộng. Xòe của bên là Phú Thọ Hòa đẹp.
đi. Trên kia đường này vẫn ở trên Thanh Tân Hóa. Giáo đường Hòa Bình. Đường này hồi xưa mình hay đi này. À, đập xe này. Công viên nước đập xe này. Đường cây Tinh Hóa dài hết rồi. Vào qua Phan Anh.